Chào các bạn, trong cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái danh sách như thế này, có danh sách các người dùng này, có các cái chức năng sắp xếp này, đấy, rất là thuận tiện. Và chúng ta cũng có cái chức năng search leave, tức là search đến đâu thì kết quả hiện đến đấy, gõ đến đâu thì kết quả ra đến đấy, đấy, rất là tiện. Và chúng ta còn có cả phân trang, đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng jQuery. Rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ, cái bài này chúng ta sẽ làm cái tên là ví dụ về Data Table và jQuery. Đấy, cái Data Table là một cái thư viện. Trong jQuery cho phép chúng ta là đưa các cái dữ liệu từ một cái mảng, các cái object lên một table. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể dùng một cái phông khác. Chẳng hạn chúng ta dùng một cái phông nào đấy chúng ta thích. Ở đây là mình đang dùng cái phông là Noto Serif TC. Đó, nhìn nó tròn trịa như này, mình có thể sử dụng cái phông này. Ok, các bạn import Google phông vào trong file CSS. Và ở đây chúng ta sẽ hello, how are you, cái xem là nhìn thấy đúng các trang của mình chưa nào. Rồi, chúng ta refresh. Ok, rồi. Thế chúng ta sẽ thêm một số các cái chúng ta sẽ tuần tự nhé. Bước thứ nhất thì chúng ta sẽ import cái thư viện Bootstrap và jQuery vào đây. Thì kinh nghiệm là mình vẫn import cái file min đấy, cho nó nhẹ. Tức là những cái file này nó đã được biên dịch thì được nén lại rồi. Chúng ta import các cái file min.css và file bootstrap.css đấy, và file jQuery nữa. Tức là chúng ta import cả jQuery và bootstrap. Ở đây mình sử dụng là bootstrap 4 và jQuery 3.3.1. Đấy. Và các bạn import một cái thư viện nữa là jQuery.datatable. Đấy. Có cả file CSS và file JavaScript nữa, jQuery.datatable.js. Đấy, đây là cái thư viện jQuery. Ok. Đây đến bây giờ đến cái phần CSS và jQuery của mình, tức là mình sẽ có cái file CSS riêng và cái file jQuery để mình thực hiện các cái câu lệnh tương tác lên các thẻ, các cái element. Đó. Thì chúng ta sẽ import cái file style.css của mình lên. Rồi. Các bạn mở folder ra, chúng ta tạo một cái thư mục mới. Mình có thể đặt tên nó là jQuery, và trong cái thư mục jQuery này chúng ta sẽ có một cái file tương đứng với file HTML. Đấy, nhưng mà nó là file JavaScript thì các bạn có thể đặt tên là index.js. Đấy. Thực ra thì tất cả JavaScript, jQuery, thư viện jQuery đều được viết bằng JavaScript 100%. Đây index.js thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ import cái file index.js này vào và chúng ta sẽ viết các cái function trong phục vụ cho các cái thẻ trong jQuery. Đấy. Chúng ta có thẻ heading 1, cái thẻ heading 1 này chúng ta sẽ ghi ra là gì ạ? Chúng ta sẽ để kích cỡ là display 4 này, chúng ta margin trên dưới, tức là margin y đó, 4 này. Và cái text info là cái hiện kiểu dạng thông tin, tức là cái màu xanh nhạt nhạt, nhạt đó. Rồi, cái này tên là list of user này. Rồi, chúng ta có thể refresh code để refresh trình duyệt để cho code cập nhật. Ok, lúc này là list of user. Ok, danh sách các người dùng. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái thẻ table, và cái thẻ table này nằm dưới thẻ heading 1 và kiểu của nó là kiểu stripped. Stripped có nghĩa là các cái dòng đầu tiên có màu xanh thì dòng màu 2 có màu đỏ và dòng thứ 3 lại màu xanh, lại màu đỏ, lại màu xanh, lại màu đỏ. Đấy, nó kiểu nó đan xen như vậy thì đấy gọi là kiểu stripped. Đó. Như kiểu chúng ta đan rổ giá đấy. Chúng ta sẽ có th, tức là cái table header, tức là cái phần header của cái bảng. Thì cái phần header của bảng này chúng ta sẽ có các cái tiêu đề cho từng cái cột, tức là chúng ta có tên từng cái cột một đấy. Đấy, chúng ta sẽ đưa vào các cái thẻ tr, các cái thẻ th, tức là các cái thẻ head. Đấy, tiêu đề của từng cái cột. Thứ nhất là cột ID này, ngoài cột ID chúng ta còn có cột name, cột email, cột address là địa chỉ, cột phone là số điện thoại. Đó. Bạn refresh thì chúng ta đây có từng này cột đấy, đây nó gọi là table head, và cả cái ô bao quanh đấy là table header đấy, tức là cái đầu của cái bảng. Cái phần thân, cái tbody là cái table body, là cái phần thân của bảng, thì chúng ta có các cái table data đấy, tức là các cái dữ liệu
cùng có là đây địa chỉ email này, đây địa chỉ bình thường này, và ở dưới cùng là cái địa số điện thoại. Đó. Chúng ta refresh, ok. Thì lúc này chúng ta có một cái đối tượng như này, chúng ta có một đối tượng user. Đây là thông tin của cái user đó, gồm có các cái tên, địa chỉ email, địa chỉ, vân vân. Trong cái hàm này chúng ta có một cái phương hàm ready, dollar document ready, thì cái function bên trong cái ready này nó sẽ là khi mà cái file HTTP được load xong ấy, thì nó sẽ nhảy vào đây, ok. Chúng ta có thẻ list item, đây là chúng ta định nghĩa các phương thức khi mà, tức là các cái event, các cái sự kiện khi mà chuột của chúng ta di đến cái thẻ list header, di đến cái thẻ list header, tức là di đến cái header đầu tiên của bảng đấy, và mouse lever, tức là khi mà chuột của các bạn từ cái vị trí đấy rời ra. Đó. Thì chúng ta sẽ đổi màu thôi, chúng ta có thể đổi màu bằng cách là $this, this ở đây chính là thẻ list header. Đó. Và chúng ta set cái CSS background color đấy, đúng không? Các bạn di đến là màu khác mà di ra khỏi là màu khác. Đó. Rất là hay. Tức là chúng ta có thể dùng jQuery để trực tiếp set các giá trị trong CSS. Chúng ta sẽ có một cái hàm là init table data, tức là khởi tạo các cái giá trị ban đầu cho cái bảng. Đấy. Thì chúng ta có một cái bảng mảng các giá trị. Đây là mảng các cái JavaScript object thì được viết dưới dạng là thuộc tính và giá trị, tức là một cái cặp attribute và giá trị. Chẳng hạn như là attribute thuộc tính là email thì giá trị của nó là Nathan yesandyes.net. Đấy, chẳng hạn như vậy. Chúng ta có một biến table, cái object table. Ở đây cái dollar user này chính là lấy ra cái table, cái đối tượng table. Đấy. Đây đang là một cái document object model, một cái DOM object. Và chúng ta sẽ có gọi cái hàm data table đấy để nó tạo ra cái bảng dữ liệu. Chúng ta có cái phần option đấy, là thứ nhất processing bằng true, tức là nó có hiện cái phần xử lý lên, processing tức là loading, nó kiểu như là đang load đồng hồ cát ấy. Cái data ở đây là gì? Cái trường data nó sẽ trỏ đến cái data ở trên đó, ở dòng số 3. Chúng ta sẽ lấy ra các trường, trích xuất ra các trường ở trong từng cái object một, đó là các trường ID, trường name, trường email và trường address, trường phone. Đó. Chúng ta gọi cái hàm này ngay khi mà cái HTML được gọi, được load xong. Đấy, các cái object của cái trang HTML được load xong. Sau đó thì chúng ta xóa cái dữ liệu này đi, cái xóa dữ liệu chúng ta fetch vào đi. Đấy, chúng ta refresh. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là hai cái đối tượng này nó lấy ra từ cái mảng data ở trên. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Đây, lại còn responsive được luôn nữa này. Ok. Chúng ta sẽ thử nhá. Bây giờ các bạn cho thử thêm một đối tượng nữa vào đây xem nào. Đó. Ta cho thêm một đối tượng nữa 5. Đấy, cho thay đổi dữ liệu đi. Sau đó các bạn ghi cái file này lại và mở cái trình duyệt Chrome của mình ra, refresh lại. Đó, thì lúc này là ba đối tượng, đúng không? Chúng ta có thể search được, các bạn có thể gõ để tìm kiếm. Đấy, rất là tiện, gõ đâu tìm kiếm đến đấy luôn. Đây các bạn gõ chance, translate digit trick. Rồi. Còn nếu mà các bạn bấm vào từng cái header thì nó sẽ tự sắp xếp theo cái trường đó, rất là hay. Đó. Ok. Rồi, nếu mà nhiều bản ghi thì chúng ta còn có thể list theo bao nhiêu phần tử nữa. Rồi. Sau đó thì chúng ta cái hàm này, chúng ta thấy rằng cái mảng data này chỉ là cái dữ liệu chúng ta fix cứng thôi, dữ liệu cố định. Và chúng ta mong muốn là cái dữ liệu này chúng ta lại muốn lấy từ một cái máy chủ nào đấy, từ một cái server URL nào đấy, một cái đường link trên server. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì để test cái phần này chúng ta có một cái đường link free. Đấy, cái đường link này là một cái đường link free. Khi các bạn gõ vào thì chúng ta sẽ tương đương gửi một cái request get. Cái request get này sẽ trả về danh sách các cái giá trị, các cái đối tượng, đấy, đối tượng từng cái user một. Đấy. Và cái kiểu dữ liệu này gọi là kiểu JavaScript Object Notation hay là viết tắt là JSON.
JSON là các cái JSON là các cái kiểu dữ liệu mà key value, hay là kiểu một bên là attribute, một bên là thuộc tính, một bên là giá trị. Đấy. Thì đơn giản như vậy thôi. Đây, các bạn đưa cái đường link hay là cái request get vào đây. Và chúng ta sẽ gọi cái request get bằng cái hàm gọi là $get. Đấy. Và tham số chuyển vào là URL user. Và trong này chúng ta sẽ, sau khi lấy được dữ liệu, nó sẽ nhảy đến cái hàm ở dòng số 32. Tức là một cái hàm callback sau khi lấy được dữ liệu ở phía server. Rồi. Thế chúng ta in dữ liệu giữa server ra. Thì chúng ta dùng hàm là json.stringify để chuyển đổi cái đối tượng này thành dạng string để chúng ta có thể đọc được. Đấy, chúng ta refresh. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái alert hiện ra cho phép cho chúng ta biết là danh sách các cái object nó chi tiết như thế nào, tức là có những cái trường như thế này, có những attribute như thế này, có những giá trị như thế này. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mang cái giá trị đấy đẩy vào cái bảng. Đấy thì các bạn chỉ cần copy cái đoạn lệnh này chúng ta ném vào đây là xong. Rồi. Chúng ta có thể đổi tên cái data đi một chút, chẳng hạn như các bạn đổi thành response data, tức là cái data trả về từ phía server. Đấy. Các bạn thay vào đây. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là data, response data. Rồi, thế bây giờ chúng ta thử refresh nhá. Đấy. Bấm refresh thì các bạn thấy là đây, đây là dữ liệu ở trên phía server đây, trên cái đường link vừa rồi đây. Thì các bạn thấy cái object nó là cái data, nó là một cái đối tượng, cho nên nó không hiện được thông tin ra. Thì chúng ta phải chuyển các cái đối tượng này sang dạng string, hoặc là chúng ta chỉ lấy một số trường nào đó. Đó. Thì đây này, các bạn nhìn thấy address đây. Address nó là một cái object, trong đấy nó có nào là street, có là suit, có số nhà này, có đường phố này, có mã zip code này, và có cả tọa độ địa lý. Đấy. Ok không? Chúng ta có thể lấy ra từng trường bằng cách chẳng hạn chúng ta lấy ra trường street thì các bạn chấm street. Đấy. Chúng ta refresh. Rồi, thì lúc này là nó ra được cái đường phố, cái phố nào. Chúng ta cũng có thể lấy giá trị của trường khác, ví dụ như city đó, hoặc là suit, số nhà. Ngoài ra chúng ta lại thấy là như thế này, các bạn refresh đi. Rồi, nếu mà chúng ta muốn là cái address này nó vừa lấy ra cả cả city, lại cả số nhà, lại cả các thứ khác, xong cách nhau một dấu phẩy hoặc là thêm cái string gì đó vào, thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cái object này trước khi chúng ta hiện lên. Đấy, chúng ta lấy về và chúng ta chỉnh sửa. Đây, các bạn sẽ đưa vào một cái mảng tên là modify user, tức là danh sách các user đã được chỉnh sửa cho đẹp. Đó. Thì chúng ta dùng cái hàm map. Cái hàm map này rất là hay. Trong JavaScript thì cái hàm map này nó sẽ chuyển đổi một đối tượng, một danh sách các đối tượng sang danh sách các đối tượng khác, hay là cách phép ánh xạ. Và bên trong cái hàm này chúng ta có cái x user, tức là từng cái đối tượng một. Và chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng mới. Chúng ta return về một đối tượng mới. Sẽ được biến chế từ cái đối tượng x user này. Đấy. Chẳng hạn như cái trường address này, chúng ta sẽ cách nhau bằng các dấu phẩy và lấy ra cả ba giá trị. Street, suit, bar và city. Thế còn các trường phone, name và email thì chúng ta lại giữ nguyên. Đúng không? Đấy. Thì lúc nào chúng ta thay cái data để hiện lên bằng modify user. Ok. Đấy, ở đây chúng ta cũng là address. Ok. Thì chính là cái trường address ở dòng số 38. Các bạn refresh lên. Thế thì chúng ta thấy là lúc này địa chỉ chúng ta rất là đẹp. Hiện được cả 3. Đấy. Nào là street này, phố này, số nhà này, và city là tên thành phố. Ok. Đấy. Thì đấy là một cái cách nối sâu gọi là string template trong JavaScript. Đấy, các bạn refresh lại. Ở đây thì chúng ta xem còn gì nữa nhỉ? Còn cái hàm fail nữa. Đấy. Cái hàm fail này sẽ gọi khi nào? Khi mà cái đường link của chúng ta bị sai, hoặc là trong trường internet chúng ta không vào được. Đấy. Thì các bạn có thể thử bằng cách là chúng ta thay một cái đường link sai vào đấy, xong chúng ta refresh. Đấy. Thì nó sẽ báo là cannot find, nó sẽ nhảy vào cái hàm callback đó. Rồi, chúng ta sửa lại như cũ cho nó chạy ok đi. Rồi, chúng ta bỏ hai chữ A. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Chúng ta sẽ cái phần này các bạn có thể xóa đi này, không cần thiết, chỉ để test thôi. Ở dưới cái table chúng ta cho một cái nút bấm nữa.
thì cái button này nó sẽ có ID là BTN reload data. Khi mà bấm vào thì cái data trên này nó sẽ được load lại. Đấy. Tức là reload khác với tạo lại các bạn nhé. Nó sẽ nhanh hơn. Và nó không nhất thiết chúng ta phải tạo lại. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái event, một cái sự kiện click cho thằng BTN reload data, cho cái thằng nút bấm đó. Tức là khi mà bấm vào cái nút này thì cái dòng 69 nó sẽ nhảy đến dòng 69, tức là hàm callback. Nhảy đến cái hàm callback ở dòng số 69 đó. Thì trong này chúng ta làm gì? Chúng ta gọi table.ajax.reload là được. Lúc này nó sẽ reload lại dữ liệu trong trường hợp là các bạn có thể rút internet ra cắm vào thử để chúng ta xem. Ok, reload. Ok không? Đấy thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái nút reload. Như vậy trong cái bài này chúng ta sẽ học về cái thư viện table data và chúng ta sử dụng một số các cái event trong jQuery và Bootstrap kết hợp với giao diện của Bootstrap 4. Ok. Như vậy cái bài hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.